Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Loạt ảnh dìm hàng của Lâm Vĩ Dạ đi mua vàng nhưng vẻ ngoài bình dân. Lâm Vĩ Dạ là một trong những nghệ sĩ hài gần đây được khán giả yêu mến. Trước kia, nữ diễn viên thường đóng những vai phụ là bạn diễn của Trường Giang. Nhưng vài năm trở lại đây, cô lên như diều gặp gió và có những sân khấu sản phẩm riêng tạo dấu ấn. Dẫu vậy, thay vì ghi dấu ấn với khán giả bằng những khung ảnh nụt nà giống với các mỹ nhân, thì Lâm Vĩ Dạ lại có điểm riêng đầy hài hước thông qua các khoảnh khắc bình dân ở đời thường. Gần đây, trên trang cá nhân, Hứa Minh Đạt đã chia sẻ khung ảnh bà xã đi mua vàng trong ngày mùng 10 như bao người khác. Anh cho hay, ví thần tài, vợ em cũng đi mua vàng như ai, được chụp hình với ông thần tài nữa. Ta nói nhìn nó sang chảnh, khí chất người người hà. Khán giả sẽ ngỡ ngàng với thần thái sang chảnh chẳng giống ai của Lâm Vĩ Dạ. Thay vì một chiếc váy đẹp, gương mặt tươi tắn, túi xách hiệu để đến tiệm vàng, thì không ai ngờ rằng cô diện pyjama, mang giày nhựa, đầu đội nón bảo hiểm dành cho người xe đạp, tay xách túi cói của người nông dân. Chẳng những thế, Lâm Vĩ Dạ còn mang khẩu trang màu xanh neon, ôm theo cuốn cưng trên người. Tổng thể của bà xã Hứa Minh Đạt trông rất hài hước. Nữ diễn viên không ngờ ông xã lại đăng tải bức ảnh đời thực này lên mạng xã hội. Vô tiệm mà sợ người ta đuổi ra không đó, hổng tin ổng bót luôn à trời, sang quá sang. Ai cũng bật cười trước tạo hình của Lâm Vĩ Dạ khi đi mua vàng, đến cả nhân vật chính cũng sợ chủ tiệm không đón tiếp khi mình bước vào cửa hàng sẽ bị đuổi ra. Đây không phải là lần đầu tiên bà mẹ hai con bị dìm hàng, trước đó cô tự công khai diện mạo đối lập trong cùng một ngày. Buổi sáng Lâm Vĩ Dạ như đông dân đi chợ, đến tối đã lên đò, xách túi hiệu đến sự kiện chúc mừng Đàm Vĩnh Hưng. Ít ai nghĩ rằng nữ diễn viên đình đám của làng giải trí lại có thể đi chợ bằng bộ đồ bà ba, tay xách túi ni lông, bao bịch, chẳng khác gì Ninia đường phố, đội nón bảo hiểm. Mọi thứ cực bình dân, chắc chắn sẽ nhiều người không nhận ra đây là nghệ sĩ nổi tiếng khi họ có mặt ở chợ. Hứa Minh Đạt cũng là người có sở thích dìm hàng vợ. Với mọi người, hình ảnh ấy không đẹp, nhưng đối với nam diễn viên hài lại là khoảnh khắc đáng yêu gần gũi của bà xã trong mắt mình. Mới đây, Hứa Minh Đạt khoe ảnh Lâm Vĩ Dạ đi nhận quà thưởng lúc nhỏ. Cô khác hoàn toàn với bạn bè. Thay vì ai cũng diện váy công chúa, nuôi tóc dài điệu đà, thì cô đã mặc vest khác biệt. Cả hai có hôn nhân, cả thập kỷ hạnh phúc. Nam diễn viên hài và vợ đã trải qua không ít khó khăn khi về chung mái nhà ở thời điểm còn quá trẻ, kinh tế chưa ổn định. Lâm Vĩ Dạ còn sinh nở liên tục hai nhóc tì nên mọi áp lực đều gánh trên vai chồng. Sau nhiều năm làm nghề miệt mài, họ may mắn ghi được dấu ấn trong lòng khán giả, tên tuổi nổi tiếng hơn, đồng nghĩa với mức cát-xê tăng vọt. Hiện tại hai vợ chồng đã sống trong căn nhà khang trang, các con được học trường quốc tế, có điều kiện lo lắng đủ đầy cho phụ huynh. Trải qua nhiều khó khăn, thiếu thốn, nam diễn viên càng trân trọng bạn đời hơn nữa. Anh thường dành những lời có cánh cho bà xã. Dù trong mắt mọi người thế nào, thì đối với Hứa Minh Đạt, anh vẫn gọi cô là bé Dạ như lúc mới hẹn hò và chỉ thích khoe những khung ảnh đời thường, bình dị thay vì nhiều khoảnh khắc thần thái tại thảm đỏ. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.